không chào đón sự hiện diện trên sân khấu vượt hơn 400 km từ mảnh đất Gia Lai xa xôi, Bùi Yến Nhi đã xuất hiện với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay với thành tích học tập xuất sắc, ban điểm IELTS 7.0, 12 năm liền đạt học lực giỏi, giải ba học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh. Yến Nhi đã nhận được học bổng tài năng 100% học phí đến từ trường Đại học Đông Á với trị giá lên đến 90 triệu đồng.